Đây là một tình huống điển hình cho việc quá tập trung vào bóng khi phòng ngự. Bạn thấy chứ, Cucurella chạy từ phần sân nhà sang đến sát khung thành mà các cầu thủ phòng ngự không hề biết. Và lý do đơn giản dẫn đến lỗi này đó là thiếu quan sát. Hai hậu vệ này chỉ quan sát đằng sau đúng một lần ở giữa sân, sau đó hoàn toàn tập trung vào trái bóng. Một bàn thua không đáng có phải không nào? Vì thế khi phòng ngự, ngoài trái bóng chúng ta còn phải quan sát xung quanh để phát hiện những mối nguy hiểm nữa. Follow IQ Football để biết thêm về bóng đá nhé!